mọi người, mình là Nhung, mình là cựu nhân viên marketing tại hệ thống East English. Mặc dù thời gian mình làm việc tại đây không quá dài nhưng đã để lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm và ấn tượng. Và điều mà mình nhớ nhất là nụ cười và nguồn năng lượng tích cực từ các anh chị trong ban điều hành. Họ không chỉ mang phong cách lãnh đạo chuyên nghiệp, nghiêm túc mà thực sự còn rất tình cảm và gần gũi với nhân viên. Không ít lần các anh chị sắn tay áo cùng tham gia vào công tác chuẩn bị cho các sự kiện cùng với nhân viên, và họ luôn có những cách độc đáo để động viên nhân viên, và họ luôn quan sát và luôn tạo điều kiện để nhân viên tụi mình có thể phát huy hết khả năng. Bạn không giỏi không có nghĩa là bạn không có khả năng, mà có thể là vì bạn chưa được đặt đúng vị trí để phát huy khả năng của mình. Một điều nữa khiến mình luôn nhớ về East English đó là tập thể các anh chị và các bạn đồng nghiệp. Mọi người luôn vui vẻ, hòa đồng và thực sự rất chuyên nghiệp trong tất cả mọi công tác. East English không chỉ là một tổ chức mà nó còn như là một đại gia đình. Và mình thật sự rất tự hào vì từng là một thành viên của tổ chức ấy. Ngày hôm nay nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, mình xin được chúc cho tất cả các anh chị trong ban điều hành cũng như tập thể các bạn nhân viên, giáo viên thật nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy năng lượng để có thể xây dựng và phát triển East English ngày một tốt hơn.